Xin chào tất cả các bạn, mình đã trở lại rồi. Thì kênh của mình thì chuyên reaction cũng như hồi tưởng lại những cái quá khứ mà những cái bộ phim hay những cái bài hát mà mình đã xem hồi mình còn bé các bạn. Mình sẽ bắt đầu luôn các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ đưa tới các bạn một bộ phim. Mình biết là không biết là đây có bạn nào đã từng xem phim này chưa. Nhưng cái hồi đấy, cái hồi nhà mình gọi chưa mạng internet ấy, thì mình xem phim này phải từ năm lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thật sự là tất đến năm lớp 11. Mình học lớp 11, hiện tại mình đang lớp 13 các bạn nhé. Thì lớp 11 mình mới có mạng internet. Mà mình phải xem phim này từ năm đầu tiên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến hết những năm cấp 1, hết những năm cấp 2 rồi đấy các bạn. Phim này thì mình nói hơi quá từ lớp 1, từ năm lớp 3 các bạn nhé. Phim này từ năm lớp 3. Mình xem từ năm lớp 3. Nói chung là năm lớp 3 là cái năm mình xem rất nhiều thứ. Đó. Thì phim này được thành lập phát hành từ năm 2010. Chắc bây giờ không, các bạn không tìm thấy phim này đâu. Đó là bộ phim, nó là bộ phim Để Gió Cuốn Đi các bạn nhé. Thì mình sẽ ok. Đấy, mấy cái để em. Ok, bây giờ mình đi vào đây luôn các bạn. Thì mình thực sự thì bây giờ trên YouTube ấy thì nó không có một cái bản full nào về tập phim cả. Kể cả mình search cái bộ phim ra thì nó cũng không có. Thì nó chỉ có một cái đoạn nhạc phim này thôi. Thì các bạn cũng thông cảm, bởi vì nó cũ quá mà, nên tìm nó cũng khó. Nói chung là bây giờ xem lại phải dưng dưng các bạn. Bộ phim mà nó gắn liền tuổi thơ của mình luôn ấy. Đương nhiên là bây giờ thì hình ảnh nó rất là cũ rồi. Như diễn viên thì cũng không biết là những ai đâu. Nhưng mà sự nó là kỷ niệm ấy. Một trong những bộ phim đầu tiên của Liên Hiệp Quốc Mạng đó các bạn. VTC hay là VTV, chứ những phim tôi cũng không, những phim gì cứ đi lại mình cứ xem thôi. Tại cũng chẳng có phim gì mà xem ngoài cái phim này cả. Nhưng mình cứ phải xem đi xem lại rất nhiều lần. Như chị này tên là gì, cái cô ấy tên là gì? Nhung KT. Đây, một nhân vật chắc là các bạn rất là quen đúng không? Quyết Đại Ca trong 5S Online. Em biết Quyết Đại Ca không? Em xem phim 5S Online. Đây là anh Mạnh Quân các bạn. Và trong 5S Online và trong vai là một chàng IT các bạn nhé. Thì đây cũng là một trong những bộ phim mà hướng mình khiến mình yêu thích ngành IT ấy. Tại vì trong phim là anh này lập trình game. Nhưng mà về sau anh ấy bị mất cái game đó, bị anh một cái anh bạn học cùng anh đánh cắp game của anh này, đã đẩy anh này vào tù. Nó trong phim thì nó cũng dài dòng lắm. Sau mình sẽ tóm tắt bộ phim cho các bạn. Các bạn cứ nghe đoạn nhạc đi. Chúng nghe nhạc phim nó cứ dưng dưng như các bạn. Nó kỷ niệm ấy, không bao giờ mình quên được. Tại vì xem rất nhiều lần. Xem không biết bao nhiêu lần luôn ấy. Muốn lần chắc là cả trăm lần. Mà đâu có rất cảm động luôn các bạn. Mình không biết nhưng mà phim này nó rất là nhiều kỷ niệm đấy. Đừng để biển đời dìu tôi đi, dù bờ nào đậu chắc chi. Đây, thì game này các bạn, mình thì biết chữ game không? Công ty game, công ty cả IT. Cái đêm 10 năm mà cái ngày IT đã tiến tâm như vậy. Dù để gió cuốn đi, nhưng sao mãi luôn yêu mơ. Này hơi nóng các bạn. Bao tập ấy. Từ đố mày giờ cũng không tìm thấy phim này. Tao rồi tìm rồi nhưng mà không thấy. Phim là khó kiếm lắm. Nhưng chẳng còn mặt phim mà xem. Chắc nhà đài chắc vẫn còn. Chắc nhà đài VTC vẫn còn. Còn trên mạng internet là không thể tìm thấy luôn ấy.
dù để gió cuốn đi tình anh mãi luôn bên. Chung là một bộ phim mà thật sự là không thể nào mình quên được trước cả cuộc đời này. Hay, có hay. Nói chung là các bạn, sorry các bạn, mình đang hơi xúc động một chút. Đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ phim này như sau. Về nội dung ấy, thì đầu tiên là chị này. Ok, chị này. Đây, mình đến đoạn nhân vật luôn nhé. Đây, đầu tiên là nhân vật Hạnh này và nhân vật Quân thì phải, thì Thành. Thì hai nhân vật này là hai nhân vật biết tới nhau từ hồi cấp 3. Và một lần thì bố của anh này và bố gia đình của chị kia thì đều là những người công tác ở trên biển. Đó, thì đều những người công tác cho biển ấy. Thì trong cái một lần về công tác ấy, thì hai anh chị này gặp được nhau kiểu như là đi theo gia đình đi chơi thôi, thì gặp nhau trong một cái khách sạn đấy và ở trong cái cùng học bài để ôn thi đại học mà. Thì không may là nó to lên, nhà của cái chị kia đi ra biển không may bị mất tích mà bị kiểu bị tử nạn ở trên biển đấy, nên là khiến chị này rất là buồn, rất là tuyệt vọng khi mà gia đình mình mất. Thế là hai anh chị này mặc dù như thế nhưng mà hai anh chị này về sau ấy cùng hướng với nhau là sẽ vào cùng một ngôi trường đại học để có thể học được cái ngành mình yêu thích và cùng với nhau trong trường đại học. Và chị kia thì bây giờ là không còn người nương tựa nữa thì mới ở lại gia đình của ông bà này. Thì ông bà này kiểu như là cũng là bạn bè của gia đình với chị đấy, nên là cũng nhận kiêu ma chị này về làm con nuôi ấy, kiểu như vậy. Thì khi về nhà này thì nhà ông bà này có hai anh em, là có con bà này, có cái đứa em, đây là đứa em gái, và anh trai là ông này. Đó, anh trai chính là trong vai bảo an. Nói chung là câu chuyện khá là cũng khá là lòng hoàng các bạn. Đây, câu chuyện bảo an chính là anh hai anh em của nó. Thì ông này yêu cái chính đứa con nuôi đấy, nghĩa là ông này ông yêu chính con đứa nuôi đấy. Mà đứa con nuôi này chính là cái chị này. Đó. Thì chị này lại yêu anh này. Có nghĩa là mối tình tay ba đấy, tức là chị này không tình cảm với ông kia, nhưng mà chị này cũng yêu anh này. Và hai đứa con của ông bà này thì lại thằng anh thì lại thằng lên mạnh dạn lên nào yến thằng anh thì lại thằng anh yêu cái đứa con nuôi kia, còn đứa em gái thì lại yêu cái anh chàng này. Này các bạn thấy cảnh ôm nhau không, đứa gái yêu anh chàng này. Thế này họ tìm cách để phá cái cặp này đó, tìm cách để phá cái cặp này. Thế thì tìm cách để phá chính cái cặp này, cặp anh này và anh này. Thì năm đó này, năm anh này thì đại học, thì anh này thi vừa được trường đấy, và anh học IT của trường đó. Còn chị này thì bị chính cái đứa con gái của ông kia, chính cái đứa này đó, bị chính con này đốt cái tờ thẻ dự thi. Thế nên chị này không có thẻ dự thi thì không thể nào mà thi được đó. Thế là chị này phải học trong vòng 1 năm và anh kia đi học đại học. Thì hồi đi học đại học ấy thì có rất nhiều chuyện xảy ra, và mãi về sau cái chị kia chị học một cái trường báo chí, và cuối cùng chị cũng đã vào được đại học. Thế thì vào đại học thì hai chị anh chị yêu nhau, thì khiến cho cái đứa con gái của ông này bị điên. Đây là cảnh bị điên, và đây chính là cái cảnh mà làm cho đây là cảnh về sau anh chị ấy yêu nhau. Còn đây chính là cái cảnh mà nó khiến cho anh chị hiểu lầm ở ký túc xá khi anh này đang học bài, con này vào cài đồ để cho gây hiểu lầm. Đây chính là cảnh như vậy. Đây chính là cảnh con này nó gây hiểu lầm. Henry đấy, khiến cho cái chị kia hiểu lầm là hai đứa này yêu nhau. Đó, và hai người đã xảy ra mâu thuẫn, bọn này tìm mọi cách để phá. Thế nhưng mà đến cuối cùng ông chơi một chiêu phá, không tìm mọi cách thì không thể phá được. Và ông chơi một chiêu. Như mình đã nói thì anh này có một người bạn. Cũng không biết đoạn nào nhỉ. Đây chính là ông này. Cái anh IT kia, anh có một người bạn này chơi cùng, cũng học IT cùng luôn. Thì ông này ông ấy phá một cách nào? Ông ấy phá một cách đó là bắt thằng này ăn cắp game chính cái anh kia lập trình ra. Ông này cắp game của anh kia lập trình ra để tống anh kia vào tù. Đó.
tôi nghĩ là tù như kiểu là mình là bán cũng bán game mình tạo ra cho một công ty riêng ấy, cho công ty ngoài ấy, nên là khiến cho vi phạm hợp đồng và bị đẩy vào tù. Thì chính vì việc bị đẩy vào tù nên là khiến cái ông kia lại càng có cơ hội là em phải lấy anh, em lấy anh, em phải lấy anh, em mà không lấy anh là thằng kia là trong tù ấy, em phải lấy anh thì thằng kia mới không ở trong tù. Là cuối cùng ông này ông ấy lấy được cái con bé này. Đấy, ông ấy lấy được con bé này làm vợ. Nhưng mà cuối cùng thì nói chung là số phận mà, thì ông này cũng bị chết. Ông ấy cũng bị cưỡng hiếp. Nhưng mà cuối cùng thì ông này cũng chết, tại vì ông bị ung thư gan, ông cũng chết. Và cuối cùng thì cặp này thì vẫn về với nhau thôi. Đây chính là cái đoạn mà cặp này về với nhau. Đây, là ông này ông ấy chết rồi, ông ấy nhìn. Đoạn ông ấy nhìn đây, nhìn hai người đấy bên cạnh nhau. Và cuối cùng thì cặp này lại về với nhau. Ủa? Trong Cặp đời này, này tôi đó, chỉ cuối có cùng hai cặp này về với nhau. Chưa là một dù phim đến gió. xem không biết bao nhiêu lần luôn đấy. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn phim này. Thật sự cái phim này bây giờ các bạn nó là phim phim Đè Gió Cuốn Đi. Đây là Để một gió cuốn phim đi. của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền. Để số cho các bạn xem nhé. Này, bật bật cho anh cái sao phải để này là sao tốt Chị biết đi. làm việc thêm Ok. à thêm Dance Quick ấy. À Chịu đây cố xem bà cái phim này. bùng kèo ấy. Chết cái này anh dùng rồi. Xem có không. Đây, nói chung là cái giao diện của web này nó cũng cổ lắm. Đó, nó cổ dí cổ gì luôn các bạn. 26 tập, giá 2.000. Lâu đắng rồi các bạn. Nhìn cái web này biết nó phèn thế nào. Đấy, cái này có movie phone. Lâu lắm rồi các bạn ạ. Thực sự luôn đi, bây giờ chắc không không để tìm thấy nữa. Mua được không? Không, giờ web nó có hoạt động nữa mà web 10 năm thì sao hoạt động được em. Sao? Gọi là giao diện nó vẫn còn đấy nhưng mà tức là cái front end nó vẫn còn đấy nhưng mà back end ở bên trong ấy nó hỏng hết rồi. Đó, gần như là không có. Bộ phim mà giờ mình có kiếm mãi cũng không thể kiếm được các bạn. Không thể kiếm được. Thứ nhất là cái tên phim nó khá là kiểu trùng nhiều thứ, nhưng mà trùng tên sách và tên bài hát này nên là mình tìm kiếm cũng khó. Mình ghi rõ của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cũng không tìm được. Đây là bộ phim mà rất hay các bạn, nếu mà các bạn đã từng xem mình tin là các bạn sẽ không bao quên được. Hôm giờ thì không 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 còn nữa các bạn, phim này cũ quá. Đây có mỗi cái này thôi. Đây này, đây các bạn thấy đấy nhỉ, thì là những cái giao diện Facebook nó là giao diện cổ kiểu của MOB ấy. Đây cũng không còn nữa. Cho nên là bây giờ những cái thông tin của bộ phim này thì mình đây có thấy cái giao diện của phim đấy nó cũng không được tìm được các bạn. Nếu mà bạn nào đã xem video này và tìm được ấy thì các bạn hãy Men. comment bên dưới cho mình nhé, tại vì mình rất là muốn xem lại bộ phim này một lần nữa. Mình thì mình cũng chẳng có ai Bạn link. nào biết được đường link thì mình donate 10.000. Thực sự là mình nghĩ bây giờ chỉ có ai mà quen ở trong nhà đài ấy, thì có thể tìm được thôi, chứ thực tế là đây chính là cái chị này, à nó gọi là chị hay là cô nữa, không biết sinh năm bao nhiêu. Bạn gái cho chị Nguyễn đây, Nhung KT này, ui sinh năm 89 á. Sinh năm 89, giả dụ là 90 đi, ui này 33 rồi cơ. Chứ thế cũng 33 rồi đấy. Ba bà. Ba bà. Nhưng cũng sinh gái.
Đó, các bạn thấy là một bộ phim mà nó gắn liền với rất nhiều những kỷ niệm. Mình không biết nói gì hơn, mình thực sự mình rất cảm động ấy. Thôi, cũng muộn rồi, 5:30 sáng rồi các bạn. À, mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn đã xem video của mình. Có gì thì hãy comment xuống dưới nhé. Bye. Hôm bé ơi, em không có là